trời ma quái Tây Odia, nơi có người và tinh linh chúng sáng trang hoa, sức mạnh lớn lên không thể cân bằng. Thôi kiên cố đứng ra làm điều đó vì ai cũng cần. Các hội viên dễ dàng đi qua lại hai thế giới, nơi linh hồn có sự tồn tại mà ít ai cả gan dám tới. Dung hòa hết những thứ xung đột, nếu cần thiết thì dùng vũ lực. Ai kỳ ly lưng lên từ đó, trong hoàng ngũ tôi đòi mảnh cất. Con gái nằm đắm bóng đêm nổi tiếng, mùa nắng trong hội tinh kim cô. Cô tập luyện như một sát thủ lãnh đạo bởi đại sư phụ Kuso. Kẻ nên luyện cho tên ném phi tiêu, bồi bổ thật nhiều về tốc độ, dạy cho cô về sự linh hoạt đầu óc thăng đông học nhanh cực độ. Mọi người đều nghĩ tài năng của cô là do cha mẹ mình, cô sẽ dẫn dắt một thế hệ mới bởi ai cũng thấy rằng cô đủ trình. Khi mà Jet bắt đầu lật đổ cuộc đảo chính để giành quyền lực, muốn biến hội trở thành bóng tối, sự cân bằng nằm trên bờ vực. Khi cô vừa độ tuổi 14, chính thức luyện cùng hội kinh cô, muốn nói gương từ mẹ của mình cũng không cần ai sẽ tung hô. Có cho mình lên liêm cầm tay, bảy cú nai tới chúng mục tiêu, không sở hữu cho mình mặt thuật vẫn đang chứng tỏ xứng đáng danh hiệu. Giúp mẹ cô lùi về tiền tuyến, có thời gian đào tạo tân binh, miễn cưỡng thỏa thuận cùng với Nasus, quê hương vẫn không thể nào yên bình. Cô không muốn phải nghe lời Gen, đánh kẻ thù bằng lời sáo rỗng. Tài năng trước tuổi làm cô càng vướng, cứ theo xem thì sao thành công. Đừng trực hỏi buông lời chỉ trích, hỏi kinh cô quá thiếu năng lực. Nhưng thuyết sản cân bằng linh hồn và sự nhẫn nại không làm gì được. Người dân chúng ta đang chết trên đất, chính chúng ta là người bảo vệ. Và cô trở lại thứ cô vốn học, trở thành sát thủ ai cũng mặc kệ. Cùng ra đòn vì tiêu đầm cảnh, làm cho kẻ thù không thể đi nổi. Ăn cho mình tốc độ di chuyển, luôn lách vào sâu xung quanh bơm khói. Thôi kẻ thù bằng sự sợ hãi, vốn phi tiêu nước tới ám sát. Bắt kịp lúc sát chiêu hoàn hảo, cũng là lúc kẻ thù tan nát. Aikili, sát thủ đơn độc, cô gái trẻ vào chiến trường khuấy đảo ngang dọc.